Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2022. Theo đó, trong thời gian này, ngành y tế thành phố, các lực lượng tham gia phòng chống dịch đảm bảo 100% quân số trong các ngày nghỉ để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị, xây dựng các phương án tuyên truyền, ứng phó với dịch bệnh, không tổ chức liên hoan tất niên, gặp mặt đầu xuân, dừng các hoạt động lễ hội, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết. Bên cạnh đó, Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo việc lập kế hoạch phân công trực vào các ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị 24/24 giờ. Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 12, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho hay trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, số ca mắc mới, tử vong còn cao, thành phố quyết định sẽ không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022 sắp tới. Trong cuộc họp giao ban của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nhấn mạnh các địa phương cần quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch. Về mục tiêu hoàn thành việc tiêm nhắc mũi 3 trước Tết Nguyên đán, Chánh văn phòng Sở Y tế Nguyễn Thị Huỳnh Mai thông tin, theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đầu tháng 12, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành mũi tiêm nhắc trước ngày 30 tháng 1 năm 2022 để người dân yên tâm đón Tết.